Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. thưa các phật tử từ trước nay chúng ta cũng nghe pháp nhiều và tôi cũng nói ở đây có thể cũng đã có cả, cả ngàn như là bài nói rồi nhưng mà không biết là các phật tử trong cái sự ghi nhận đó thấy cái gì là thật sự nó quan trọng và có thể mình tóm tắt lại được không hay là mình cũng như mình nói là nghe giáo lý vậy thật sự cái giáo lý đó có thể mình tóm tắt um, ít hoặc là nó càng ngắn càng tốt um, có được không hay là mình nói là uh, chúng con đã hiểu rồi vậy thì cái hiểu đó mình tóm tắt lại có được không hay là mình biết hoặc là thậm chí đi nỗi là mình đã giác ngộ thì mình có thể tóm tắt chừng một hai chữ thôi. Có được không? Ừ. Bây giờ tôi tôi hỏi các vị đó là ví dụ như bây giờ chúng ta khởi ra chúng ta muốn làm một việc gì đó thì mình có tin là mình biết cái điều mình mình khởi ra mình làm hoặc là sẽ làm hoặc là đang làm mà tôi chỉ hỏi là mình có biết điều đó không à, thì tôi tin tưởng là không ai là không biết nếu mình muốn điều gì thì tức là mình biết điều đó à, rồi bây giờ mình à, mình muốn nói một điều gì đó, mình có biết mình nói không? thì số đông tôi tin rằng các bạn có thể nói, tụi tôi biết. Ừ. rồi mình có thể là mình đang ngồi mà mình sắp đứng dậy, hay là mình bước đi nghĩa là có thể là một số nào đó mình cũng vì vọng tưởng hay là mình vô ý nhưng mà không thể là không biết và có thể là mình làm cái hành động gì mình cũng biết mình nói điều gì mình cũng biết mình chỉ nhớ nhớ lại thôi hoặc là khi mình nói mình mê một chút xíu gì đó mình có thể là mình không có sâu sắc ở trong cái chỗ nói, cái 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 biết nó không có sâu sắc. Nhưng mà ít nhất là mình cũng đang biết mình nói. Ừ. Và nhất là khi mình ngồi mình đứng đứng dậy mình sẽ biết mình đứng dậy, mình đi phải biết mình đi. Nghĩa là đại khái mình hành động như thế nào đó, mình đều có, có cái biết. À. Chúng ta cứ suy nghĩ coi thử, mình có thật sự có cái biết đó không? bởi vì nếu tôi tôi giảng không phải là bằng bằng cái cái giảng online livestream này là tôi đối diện với các vị thì các vị sẽ trả lời cho tôi rất rõ ràng và và các vị trả lời tôi có thể biết là các vị nói điều đó tự mình nói đúng hay là mình nghi ngờ mình nói không đúng Cho đến ví dụ như bây giờ mình làm một việc gì đó, mình đều biết cái điều đó hết cả. Ví dụ như bây giờ tôi ngồi đây, tôi vẫn biết tôi ngồi đây. Và tôi nhìn thẳng, tôi biết tôi nhìn thẳng. Và tôi nhìn nghiêng, tôi biết tôi nhìn nghiêng. thực sự thì chúng ta chỉ cần ý thức một chút thôi có thể là chúng ta không có cái biết hoặc là mình lơ để ví dụ có khi trẻ con nó không biết trẻ con nó làm gì nó, nó giống như cái bản năng nó, nó phản ứng vậy thôi chứ nó không biết nó làm gì cái biết không phải là biết um, cái hành động không mà mình biết cái, cái tâm mình nữa mình mình biết mình cũng như mình mình vui thì mình cũng biết cái vui mà mình không vui mình biết mình không vui à. nghĩa là đại khái thì chúng ta không ít kia ít tìm ra cái người mà hoàn toàn không biết họ không biết nhiều thì cũng biết ít không biết cái này thì biết cái kia cho đến khi mà cái tâm mình nó phiền não thì mình cũng biết là mình phiền não. Mặc dù mình không thấy rõ phiền não đó là gì. Nhưng mình biết. Tôi đương buồn lắm. Hay là tôi đương. Tôi đương bực mình đây. Tôi, tôi không muốn gặp bạn. Tôi không thích chuyện gì hết cả. Bây giờ tôi đang khó chịu. Thay à, khái mình biết như vậy. Đó. Hoặc là nhiều khi. Mình gặp bạn bè. Mình vui lên. Thì mình biết mình vui. À. cái tâm mình nghĩ gì mình cũng biết cho đến khi không nghĩ gì mình thì mình cũng biết nó không nghĩ gì ví dụ mình nói một người nào tại sao bạn bạn ngồi bạn đang nghĩ vậy nó tôi đâu nghĩ đâu tôi ngồi chơi thôi thì thì có thể là anh ấy không có nghĩ gì anh cũng biết nghĩ gì còn nếu anh nặng đầu mà anh nghĩ gì thì anh biết nghĩ gì cho tôi tôi nhấn mạnh là cái chữ biết đó. Nhưng mà chúng ta không phải là biết cái gì. Không phải biết vấn đề. Nhưng mà lúc nào chúng ta cũng có cái biết hết cả. À. Ở đây chúng ta nói cái ngắn gọn nhất. Tóm tắt nhất và cô động nhất. Không phải là nói nhiều. Không phải là nói cả một cái câu dài hay là có nhiều cái từ mà tôi có thể nói là chính cái biết đó nó là tâm của bạn, ấy. chính cái biết đó nó là đạo, ấy. cái biết chứ không phải là biết gì, có thể cái biết đó nó nó sáng hơn một chút, nó rõ ràng hơn một chút hoặc là nó có cơ thể lưu mờ hơn một chút nhưng mà ít nhất là chúng ta cũng biết ví dụ như mình biết đây là người thân đây là người không thân như trẻ con nó biết là đây là bố nó đây là là là, là cha nó hay đây là mẹ nó hay là đây là anh em đây là bạn bè chúng ta đừng nghĩ Chúng ta đừng nghĩ cái biết là biết đây là cha, đây là mẹ anh em. Mà chúng ta hãy thấy cái biết thôi. Nếu không có cái biết thì chúng ta không biết đây là người thân hay là không thân. Chúng ta cứ yên lặng mà chúng ta ra đi, ra sát đi. Có phải ai cũng có cái biết đó hay cả. Dù cái người ngu nhất, họ cũng không thể không biết họ không biết à. cái biết đó nó nó còn sanh ra cái sự phân biệt hay là tính toán hay là cái gì đó tức là nó biết là mà nó biết không chính xác hay là nó biết rõ ràng có khi nó biết không cần phân biệt nó nhìn người quen là nó biết người quen rồi nó biết cả tên người đó hoặc là thân với người đó cho nên chính cái biết đó nó rất quan trọng. Bởi vì người ta đi học đạo á, có thể là ví dụ như tôi đây, có thể là tôi đi học mấy chục năm. hồi xưa tôi cũng ở trong trường Phật học, à, rồi tôi cũng đi học chỗ này chỗ kia, học sách vở, rồi tự mình này kia đó. Nhưng mà cái cái sâu xa nhất á cái tinh tế nhất là mình muốn đi tìm cái tâm bởi vì gọi là tâm học đó à. tìm cái tâm tức là tìm lại chính mình mình là ai nếu mình biết cái tâm thì mình mình biết mình còn nếu mình không biết tâm thì mình sẽ không biết mình à. Chúng ta cứ nghĩ kỹ qua Chúng ta rất Rất cần cái biết Rất muốn cái biết Bây giờ Ví dụ như bây giờ Cái tâm của mình đây Nó đang mệt Nó đang tức là nó bực bội Nó không thích gì hết cả nhưng mà mình biết biết mình biết mình không thích dễ cả tôi không thích đi đâu cả tôi không thích nói chuyện vậy. bây giờ tôi đương bực nếu mình không biết thì mình đâu có nói được đâu rồi lót nữa mình thấy rồi mình nói, rồi tâm tôi bây giờ nó 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 nó, nó, nó tho thoáng rồi bây giờ tôi cảm thấy nó có cái gì đó nó nó cỡ mở bây giờ mình có thể đi chơi hay làm gì đó bây giờ mình biết cái biết này có khi nó như có nó như không bởi vì cái 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 có là chúng ta luôn luôn chúng ta ý ban đầu chúng ta ý thức và cái ý thức chúng ta ý thức về cái cái chỗ mà chúng ta đang biết nhưng mà cái tướng của sự biết đó nó là che lấp cái 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 biết đó đi cho nên chúng ta không ngờ không ngờ cái biết đó nó rất quan trọng nếu chúng ta không biết không biết về cái biết đó thì chúng ta không biết về tâm mà chúng ta không biết về tâm thì chúng ta biết những cái cái dữ liệu dữ kiện đó, những cái sự kiện này sự kiện kia đó thì nó còn mê muội hơn nó, nó nghiêng về cái sự đúng sai phải quái thiện ác nghĩa là nó, nó nghiêng về cái nhị nguyên nó nằm trong cái hai chiều cái nhị nguyên hoặc là nó rất là mâu thuẫn còn cái chỗ biết đó nó không có mâu thuẫn nhưng mà nhưng mà cái phân biệt chúng tự chúng ta sanh ra cái phân biệt hoặc là cái cái không phân biệt nghĩa là cái không hay là cái 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 không không sáng không không mà có khi chúng ta gọi là mình ngu quá tôi ngu quá tôi khờ quá nhưng mà mình vẫn nhưng mà cái biết nó đâu có khờ cái, cái, cái biết đó nó không cần không nó không cần dạy nó chỉ có cái biết thôi cho nên ở trong một cái bài đại thú ấn của của một thiền sư đắc đạo tây tạng ông ta nói về từ lâu các kiết gia đạo gia hay là các hàng phật tử đều đã băn khoăn tìm hiểu tâm bởi vì chúng ta tu hoài nhưng mà ai cũng thật sự muốn biết thật sự cái tâm là gì cho nên dù có kiết gia dù là một thiền sư tu đi nữa họ cũng thật sự họ cũng không thể biết cái tâm bởi vì biết tâm <laughs> thật sự nó là ngộ rồi biết tâm là nó đạo rồi cho nên ở đây bữa nó từ lâu các kiết gia đạo gia hay là các cái người lớn đó. như hoặc là hằng phật tử đều đã ban khoan tìm hiểu tâm vì tâm là đầu dây mối nhà sinh ra các pháp tâm sanh có pháp điều sanh tâm diệt có pháp điều diệt nhưng tâm là gì hoạt động của nó ra sao đó là những câu hỏi rất thường được đặt ra nhưng một tấm gương tâm có thể cho ta thấy tất cả hình ảnh của sự vật nhưng khi muốn tìm lại thì không thể thấy nó tựa như vô hình vậy đôi khi cái tâm cái tấm gương tâm này như bị mờ mờ đục có lúc lại tựa như là trong sáng tựa như không có gì hiện ra ở trong đó hoặc có lúc nó lại bị những ý niệm nổi lên ầu ầu như những cơn gió lốc mặc dù trong tâm hiện ra những hình ảnh âm thanh hoặc những ý niệm hay bất cứ cái gì đi nữa nó vẫn luôn luôn có một tánh hiểu biết tánh hiểu biết nói cho dễ dễ hiểu là một cái biết một cái biết trong sáng tiềm tàng chúng ta nên nhớ là cái biết chứ không phải biết gì nha không phải là cái biết đó nó không phải là ở trong người trí người ngu hay là cái, 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 người nhiều chuyện hay là người kêu bằng im lặng ừ. nói cho dễ hiểu là một cái biết trong sáng tiềm tàng nếu ý thức được sự hiện hữu của cái biết này chúng ta nghe rõ đó nếu ý thức được sự hiện hữu của cái biết này ta sẽ không khó chịu hay ưa thích đối với những cái gì hiện diện trên mặt cương tâm. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang vui hay là chúng ta đang khổ, nhưng mà chúng ta coi thử khi mà mình biết mình đang vui hay đang khổ thì tâm có biết đó nó không nó không có lệch lạc gì, hết. nó không nghiêng về cái gì hết cả. À. Vì một cái cái, cái 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 phiền não, vì một cái chỗ mà chúng ta có một sự bất toàn ở trong cái tâm nhìn hay cái gì đó nó lệch đi nó nó không không chính xác thì chúng ta sẽ khó chịu chúng ta muốn ngược lại nên là mình thấy cái đó dường như mình không thích hoặc cái đó mình quá thích hay là cái đó mình cho là đúng là sai hay là biết như thế nào đó tức là nó thuộc về cái sự kiện còn cái biết á, thì nó chỉ biết thôi nhưng mà thiếu nó thì thực lại chúng ta lại cũng không phân biệt được cái gì ấy cả à. cho nên nếu luôn luôn nó vẫn một tánh hiểu biết nói cho dễ hiểu là một cái biết trong sáng tiềm tàng nếu ý thức được sự hiện hữu của cái biết này ta sẽ không khó chịu hay ưa thích đối với những cái gì hiển hiện trên mặt gương tâm nếu mình nhận mình thấy lúc nào mình cũng biết và mình nhận cái biết này thật sự nó là cái thật tánh nhất nó là cái tâm chân thật nhất nó còn vượt lên cả một trọng tài nữa nó, nó không ở bên nào không nó không đúng không sai không phải không quấy không lệ không thiên không có gì cả cho nên nó là phật cho nên nó phật tánh bất tùng tâm ngoại ngoại thiết tâm sanh tiện thị tự sanh thị cái biết đó là cái phật tánh nó trong sáng nó vô tư ừ. nhưng mà cái gì đó cái dữ liệu trong cái biết đó thì nó sẽ nó sẽ theo cái thời gian nó hiện ra và nó mất đi và thời gian nó đến rồi thời gian nó tàn bởi vì cái sự kiện cái dữ liệu đó ví dụ chúng ta biết đây là cái hoa cái hoa thì biết cái hoa cái hoa nào là hoa gì chúng ta nói ở đây là một cái hoa cúc hay là hoa thực dược và hỏi, cái màu này là màu gì chúng ta nói màu vàng cái màu vàng hay là cái tên cái hoa gì đó cái này là do cái chúng ta đặt ra đặt ra để mà dùng thì cái người ta nói sau thì mình nói theo vậy gọi là mình biết người ta nói cái hoa mình biết cái hoa người ta nói cái hoa nở hay là cái hoa tàn thì mình nói hoa nở hoa tàn tức là cái nói cái biết của đó nó là theo cái sự kiện theo cái hiện tượng đó nó thay đổi như thế nào ví dụ nó là màu vàng thì chúng ta kêu nó màu vàng chúng ta không kêu nó là màu đen hay là màu đỏ nhưng mà chúng ta cũng biết một ngầm là chúng cũng biết từ đầu từ cái sự phân biệt từ đầu mình đặt ra nga có cái tên của loại hoa thì chúng ta cũng đặt ra tên của con người hay là tên của sự vật thì chúng ta cũng đặt ra cho nên trước ta phải phân biệt cái cái danh với cái thực đó là cái phân biệt đầu tiên để mà mình thấy được cái 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 tướng của nó cho nên trong duy thức cái đầu tiên là nói phân biệt kêu bằng cái câu gì đó uhm. bởi vì nếu nếu chúng ta không phân biệt á, thì chúng ta thấy nó như cái thấy uhm. bởi vì phân biệt là mình lấy cái danh với cái thực cái thực là cái không tên còn cái danh là cái âm thanh cái tiếng cái 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 bản hiệu do mình đặt gọi là danh thật lẫn nhau làm khách. Cho nên do như vậy đó. Cái cái danh cái danh là cái tên thôi, cái danh là cái tên chung. Còn cái cái thật là nó ở trước mặt ừ, của mình, bất cứ cái gì đó cái thực là có thể là mình mình nói về cái sự kiện, cái thực kiện của nó như thế nào. Nó là cái thực. Hai cái này nó lẫn lộn nhau. Cái thực nó không danh. Nó không danh thì mình mình không cần nhớ, mình chỉ có cảm giác và nếu mình nhớ là nhớ hình sắc thôi chứ không có nhớ tên. Nó bớt đi cái phần vọng tưởng. cho nên có những người họ họ, họ đến với mình mình thân thiết này kia họ ở xa ở đâu đó nhưng mà nhiều khi mình nói ờ anh tên nói tôi đi lang bạc tôi cũng chả có tên gì họ cũng không muốn để cái danh là gì bởi vì họ cũng không muốn cái sự lưu niệm à. bởi vì mình nói tên cho người ta biết thì mình cũng biết cái tên của mình có trong người khác còn một người nào đó nghe cái tên mình cũng như mình nghe cái tên của người đó thì mình nhớ cái tên đó nhiều hơn nhớ con người đó con người nó dễ quen lắm nhưng mà cái tên nó dễ nhớ hơn mà mình nhớ tên đó, thì cái hình của người đó nó hiện ra à. Nếu mà nói về tế tinh tế nhất á, thì mình biết trước mình cần phải biết cái tên hay là mình phải biết cái người đó có tên để mình ghi nhớ hoặc là mình mình phải biết cái 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 cũng như cái số điện thoại để mình nhớ mình mình liên hệ với người đó nghĩa là cái biết nó từ chút xíu xíu cho đến một cái rất vĩ đại nghĩa là từ cũng như là từ một con số nghĩa là cho đến một cái bài toán lớn hay là cái cái toán học lớn thì chúng ta nghĩa là cái từ 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 của cái cái con số nó đi lên hay là cái sự vật nó màu sắc hay lớn nhỏ vuông tròn gì đó là cái của nó còn chúng ta muốn nhớ kỹ thì chúng ta đặt tên đặt tên chúng ta đặt tên thì thì cái 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 nhớ nó dễ dàng hơn tên cái gì của nhiều người đó nói tên gì thì chúng ta dễ nhớ cái tên còn nói mà nhớ cái người đó thì vô số người chúng ta đi qua chúng ta không nhớ được nhưng mà nói cái tên thì chúng ta dễ nhớ và nó mang theo cái hình ảnh đó con người đó nhưng mà tất cả những cái tên hay là cái hình cái chất hay là cái cái gì đó nghĩa là cái 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 lượng hay cái gì đó tất cả nó nó đều có thể ghi nhận qua cái biết của chúng ta ừ. cái biết này là cái biết của nghĩa là của của, của cái, cái, cũng như mình nó, nó 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 nhớ lại cái sự vật nó nhớ lại cái vấn đề gì đó cái sự kiện còn cái biết mà bình thường thì thì hoặc là nó nhớ hoặc nó không nhớ nhưng mà nó không phải là lấy cái sự kiện đó để để nó biết bởi vì cái biết đó là cái biết nó có cái tính chất phẩm tục có cái tính chất nghĩa là ai cũng cần ai cũng biết ai cũng nghĩa là cũng như là cầu danh tìm cái danh ở, ở trong cái sự thật để cho chúng ta nhớ cái danh từ à. hoặc là một người nổi danh thì chúng ta cũng dễ nhớ dễ biết cái sự vật gì à. nhưng mà chúng ta biết cái này rồi chúng ta biết cái kia dù chúng ta biết một cái hay trăm ngàn cái nó nó cũng không có chặt nó cũng không có nhiều ví dụ một em nhỏ học từ hồi mẫu giáo cho đến lên trên đại học rồi lên nữa lên nữa không biết bao nhiêu cái bài vở không biết bao nhiêu cái cái cái, cái, cái tri thức nhưng mà nó đều có thể biết hết, hết dù chúng ta học hết cái vũ trụ này thì nó cũng không có chặt ở trong cái đầu chúng ta được, tùy theo cái cái bộ nhớ thôi nhưng mà nói tất cả những cái đó nó gần như bị lạc lạc đề của cái 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 tính biết. Chúng ta ở trong cái biết đó, chúng ta nhận diện cái biết đó thì nó 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 được rất nhiều cái 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 chiều sâu và nó mở mang. Cho nên ở đây nói như một tấm gương, tâm có thể cho ta thấy tất cả hình ảnh của sự vật nhưng khi muốn tìm lại thì không thể thấy nó tựa như vô hình vậy ờ, cũng như cái tâm ta vui buồn thương ghét Thì chúng ta cũng biết hết cả Đôi khi cái tấm gương tâm này như bị mờ đục, có lúc lại tựa như trong và sáng, tựa như không có gì hiện ở bên trong, hoặc có lúc nó lại bị những ý niệm nổi lên ào ào như những cơn gió lốc mặc dù trong tâm trong tâm hiện ra những hình ảnh âm thanh hoặc những ý niệm hay bất cứ cái gì đi nữa nó vẫn luôn luôn có một tánh hiểu biết nói cho dỗ cho cho rõ cho dễ hiểu đó là hiểu một ừ, hiểu là một cái biết cái số đếm thì nó vô cùng nhưng mà nếu chúng ta không hiểu không có cái biết đó thì thì chúng ta không thể nhớ được à. cho đến cùng nếu chúng ta không có biết đó thì chúng ta cũng không có cái sống được nó 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 như là thực vật hoặc là nó như như một người một người mà nó bệnh hoạn hay gì đó hoặc là chúng ta khờ khạo hoặc là tâm thần hoặc là điên loạn cho nên có biết cái biết nó nhiều khía cạnh nhiều ngõ ngách à, nhưng mà nó rất rõ ràng cho nên đến khi nào chúng ta thấy nhận ra cái biết được đó thì chúng ta hiểu nó là tâm bởi vì không có cái biết thì thì tâm ở đâu chúng ta thử đặt ngược Chúng ta cũng không có cái biết dễ Chúng ta cũng không suy nghĩ được Cho nên cái biết đó chính là tâm Vì thế cho nên nếu Chúng ta nhận được cái biết rồi Nhận được cái tâm rồi Thì tất cả mọi cái nó bình yên Nếu chúng ta nhận mà định vị Mà yên ổn trong đó Thì tất cả vọng niệm nó đều tiêu tiêu tan hết cả Bởi vì trong cái biết nó không có vọng niệm khi vọng niệm là khi không có cái biết hoặc cái biết nó bị lưu mờ đi nó bị hình ảnh khóc chón đi nó không rõ ràng nó chỉ còn chút trí nhớ thôi à. cho nên chúng ta thấy nó rõ ràng như thế thành mình nói thì thật sự như bây giờ nó thật sự tôi thấy nó không có khó khăn gì cả nhưng mà nếu mà ba bốn chục năm trước á mà nói cái này thì thực sự tôi cũng cũng phải cố gắng lắm mới hiểu được cho nên khi mình hiểu rồi thì mình thấy cái chuyện đó nó quá dễ nó bình thường lúc nào mình cũng có cái biết ở đó nhưng mà mình không ngờ là mình đã đã, đã dài dạng đã, đã tìm kiếm hay là đã học hỏi hoặc đã nhận định ra nhất là mình đã thấy được cái biết đó thật sự cái này tôi cũng khởi ra tôi giảng đã mấy năm rồi nói về tánh biết rồi này kia đó giảng cách hai ba năm trước rồi nhưng mà hôm nay nói lại nó cũng không phải là cũ bởi vì chúng ta chưa rõ ràng hoặc là cái số bạn mà nghe đó thì nghe mà được rõ ràng để nhận định thì cũng không nhiều cho nên chúng ta phải nghe thêm một lần nữa cho rõ ràng rồi chúng bởi vì nhận định được cái biết tức là nhận định được tâm thì tất cả mọi việc nó đều nó đều đơn giản thôi bây giờ mà chúng ta không còn học một cái gì nữa ở trên sách vở thì chúng ta theo cái biết này thì chúng ta vẫn có thể tiến hóa được vẫn có thể tự học tự xác minh được nếu không có cái biết này thì chúng ta coi như bó tay không làm gì được hết cả. Mà cái biết này á, thì dù chúng ta biết bất cứ cái gì bao nhiêu đi nữa Thì nó nó cũng không có mòn Nó nó không bị bị, bị, bị mất mát Nó không bị thu ngán lại, thu hẹp lại Và lúc nào nó cũng vậy thôi Nó không có rộng, không có hẹp, không có lớn, không có nhỏ Không có dài, không có ngắn, không có biết nhiều, biết ít Bởi vì nó là cái tính biết cho nên tôi nói lại một lần nữa Cái biết đó chính là tâm của chúng ta Bởi vì nó quyền diệu lắm Nắm không được, bắt không được Mà nếu mình sanh ra một cái tưởng tượng Mình nhìn thì mình cũng thấy nó Mà mình không nhìn, không không trừng tâm, không ngân tâm Thì mình cũng thể thấy nó Cho đến khi mình thấy rồi Thì tự nhiên nó tản điều ra Trong tất cả đời sống hành động của mình nếu mà lúc nào mình cũng ở trong chính nó thì thật là cái cái tâm ngộ này nó rất ừ. nó sâu xa rất kính rất kính xác ừ. ừ. cho nên mình biết đó nó cũng đồng như ngộ ừ. Ừ. có nhiều khi tôi thấy của tôi nó cái này nó dễ quá mà sao mình nói nói vấn đệ họ họ, họ chậm hỏi con họ ý có phản ứng họ ý có hiểu à. nhưng mà tôi biết cũng có rất nhiều người hiểu chứ không phải không đâu à. nhưng mà tôi cũng nghĩ ngược là tôi nói nếu mà nó dễ dàng như mình nghĩ mình nói hay là mình trình bày này thì thực sự ai không hiểu nhất là có thầy có vị thiền sư không lẽ họ không hiểu sao tôi không tin là người ta không hiểu Tôi càng không tin là người ta không biết Ai cũng có thể hiểu Ai cũng biết cái cả Nhưng chỉ có một điều đó. Họ không ý thức Họ không thấy Bởi vì nó là vô hình vô ảnh Nói nó được Nhưng mà Nhưng mà nếu mình không có ý thức Thì tự nhiên mình không thấy Bởi vì sau cái thấy của mình á nếu nói còn mát mở thì mình thấy tướng không à còn nếu nói trong tâm thì nó cái là cái nghĩ của mình nó tạo thành những cái biết nào đó mà ai là trong tâm là không nghĩ bởi vì không tâm trong tâm mà không nghĩ thì nó trở thành vô niệm rồi mà nếu vô niệm thấy cái vô niệm đó nó cũng là thấy tâm à. mà thấy tánh biết là thấy nó rõ ràng từ tâm hay ngoài à. còn thấy vô niệm là mình thấy ở bên trong nhưng mà thật sự sau này mình nghĩ thật sự nó cũng cũng ở trong ở ngoài vậy cả nó không có cái vọng nữa bởi vì vọng nó là niệm gọi là vọng động vọng niệm nữa. còn cái, cái 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 vô tri cái không biết này đó thì thật sự ra nó lẫn lộn nó lẫn lộn và nó phá cái, cái cái, cái, nó làm cho khi nhớ khi không còn cái biết là nó không rõ ràng nó rất là quan trọng cho nên một một cái biết như vậy đó nó là phật và nó là chúng sanh nó là thánh mà nó là phàm nhưng mà không phải là chúng ta nói theo cái cái giai cấp cái bản ngã đâu chúng ta nói theo cái nguyên lý của từ của những những danh từ thôi cho nên nếu mà chúng ta nhận diện được cái đó Thì thật sự Bây giờ chúng ta không có học gì hết cũng được Bởi vì nó học đủ rồi Cho nên mỗi lúc mà chúng ta suy nghĩ Và chúng ta hiểu ra đó Chúng ta thấy nó quan hỷ vô cùng Mà tự nhiên cái tâm mình nó, nó tĩnh lặng bởi vì nếu chúng ta biết về cái biết đó, thì 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 thật sự nó đâu có vọng đâu bởi vì nó không có vọng cho nên khi chúng ta biết nó thì chúng chúng ta nó là là cũng như là cái đại ngã là cái ta đó thì chúng ta cũng sẽ không vọng bởi vì sao bởi vì nếu có một cái vọng khởi lên chúng ta liền biết ừ mà chúng ta thường ở trong cái biết thì nó không vọng còn chúng ta không ở trong cái biết thì nó theo cái tập quán nó khởi lên nó lại vọng cái đó chúng ta thấy dù nó xuôi nó ngược gì chúng ta cũng thấy nó chính xác ấy. cho nên mỗi lần mà tôi tôi quay lại tôi muốn nói về cái biết này cái tâm tôi tự nhiên nó quan hỷ lắm và nó rõ ràng lắm nhưng mà tôi không không hiểu được rằng có vị nghe có bạn nghe nó có tự xác định được không nếu mà nghe mình nghe mình biết chỉ một điều này thôi thì tôi nghĩ là giờ mình không nghe pháp cũng không sao. Bởi vì sao cái 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 biết này á nó nó làm cho chúng ta linh động lắm. Bởi vì chúng ta không ở trong cái biết. Cho nên do như vậy cái cái không biết á, tức là cái vọng tưởng nó sanh ly nó sanh lên thì nó mới xúi dục chúng ta đủ thứ kiện Còn trong cái biết này, nó dù có vọng, dù không có vọng, nó vẫn điều động được. Cho nên cái người xưa người ta nói một câu mình thấy nó rất bình dân. Nhưng mà dù có thời buổi nào nó cũng chính xác. Ta nói biết thì thì sống mà không biết thì chết chúng ta thấy khi mà chúng ta biết nó rõ ràng tự nhiên cái tâm mình nó mình thấy được cái sự sống nghĩa là mình thấy cái sinh lực lặng lẽ nó rõ ràng nó ổn định đó. cho nên nếu mình trong cái biết đó nó bước sanh ra cái cái sự điều động của của thức bởi vì cái thức nó cũng biết Nhưng mà cái, cái chữ thức là biết Nhưng mà nó lại liên thuộc Vào tất cả những cái dữ liệu của nó Những cái bộ nhớ của nó Những ký ức thời gian Còn mình nói cái tên biết Không nè Hoàn toàn thì Nó không có thời gian ừ. Cho nên chữ thức Thật sự cái chữ tào chữ nho nó Chữ thức là biết chữ tri là hai cho nên thay vì chúng ta nói cái tánh biết thì nó dễ nhận hơn chúng ta nói cái tâm cái tâm thì nó chung 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 nhưng mà nếu chúng ta biết cái biết rồi đó thì thì thực sự chúng ta dùng nó nhanh nhẹn nó thoải mái nó sâu xa nó tinh tế hoặc nó lớn lao hơn cái hơn cái mà chúng ta không biết nó không biết nó mà khi chúng ta nói cái tâm thì chúng ta hay tưởng tượng từng cái khía cạnh, từng cái cái, cái 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 ô vuông, từng cái khoanh khoanh vùng ra lại thôi. chứ chúng ta không biết cái tâm là gì. cho nên cái điều đó nó rất là quan trọng, nó quan trọng đến nỗi mà khi mà nếu chúng ta thật sự biết một cái biết cho nó chính xác. Nó đầy đủ rồi Thì chúng ta không cần biết cái gì nữa cả Bởi vì từ cái biết đó Chúng ta Cũng tấn tấn mỏng ra Và chúng ta sẽ Nó trở thành cái tính không Thật sự Bởi vì chúng ta nói về Cái tính không hay là cái không đó Thì chúng ta cũng bị một cái hình tướng Một cái tưởng tượng là có với không Cũng như dài với mỏng vậy đó Cũng như trời với đất vậy đó cái không còn cái ví dụ như nói cái biết mà nói cái thức thì nó là cái tánh biết cái thức nó biết nó biết cái ý thức ừ. tức là cái 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 biết đó nó phải kèm theo cái ý chúng ta ý thức được thì 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 cái cái thức đó nó mới trở thành chính nó được gọi là ý thức còn chúng ta nói một tánh biết này thì nhiều khi nó vượt qua cả cái cái chỗ nhóm tụ, cái chỗ cái điểm dừng, cái định vị nó là cái cái là cái cái, cái ý cho nên nó là cái tánh biết. Tánh biết này nó có thể nó thật tánh hay là nó là minh tánh. chứ chứ nó không có lẫn lộn vào vào wow, cái tánh thiện, tánh ác, tánh vui, tánh buồn, tánh thương, tính ghét gì cả. Mà nó là cái tánh biết. Bây giờ mình nói sao mình vừa nói vừa biết. Cho nên tôi có lúc tôi tôi uh, phát minh theo cái 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 tính chất mà mà chấp nối nữa. Tôi nó không biết sao một lúc mà mình biết thấy tất cả. Ví dụ cho hạn như tôi biết tôi ngồi đây tôi tôi biết tôi đương nói và tôi biết tôi nói cái gì rồi tôi biết cái, cái nguồn gốc của âm thanh nó chạy trong 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 ngực của mình trong cái cần cổ của mình rồi cái âm thanh đó nó cách nó nó phải nghĩa là không phải là âm thanh nhưng mà nó là cái hơi cái khí à, rồi ở trong cái, cũng 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 cái biết nhưng mà cái biết này nó mang cái tính chất dữ liệu và nó phát âm ra nó đến cái chỗ nào đó thì cái âm thanh nó bùng lên rồi trong cái biết đó nó phù hợp với cái từ và nó thành ra cái câu thành ra cái lời tiếng này kia vậy đó. đó mình biết nhưng mà khi mình biết nó quen rồi thì mình không có mình biết vậy thôi chứ còn mình không có đếm không có tính toán hay cả nhưng mà nó biết là ví dụ tôi ngồi đây cái chân tôi để làm sau, hai cái chân ở dưới tôi để làm sau. Hoặc là cái cho co, cái dũi, hoặc là hai cái tay tôi gót bên hai cái thành ghế nó làm sau, cái đầu nó sau. Rồi trước tôi nhìn, hoặc là nhìn ra ngoài. Nhưng mà trong con mắt mình có cái kiếm, rồi ở trong nó có cái con ngư, con mắt, rồi thấy cái mặt. Rồi toàn thể. Có lắm lúc nó vô hình nhưng mà nó hiện bài ra. À. Cho nên trong cái biết này dù cái biết rất nhiều đa dạng đa chiều nhưng mà nó không có vọng, không có loạn. Nhưng mà nghĩ cái thì nó loạn, tức là chúng ta nghĩ ra thì nó thành ra cái tính chất sai biệt trí tính toán. Đó. Gọi là gọi là biến kế sở chấp. Còn cái trong cái mình mình làm cái danh từ y tha khởi nó từ ở bên tâm thức mà nó sanh ra như chính nó ừ. cũng như cái biết như chính cái biết nhưng mà khi nó gặp cái tướng gặp cái cái tư thì nó sanh ra biết cái gì nó đánh dấu hỏi và nó trả lời hỏi và trả lời hỏi và trả lời hai chấm hỏi rồi hai chấm hai chấm nó đầy ấy cả cho nên cái biết đó nó lại tạo thành một cái tính chất thật sự là nó, nó nó trở thành tăng tục nó trở thành thế gian nó trở thành luân hồi nó trở thành tâm thức còn cái tính biết nguyên vạn nó không là gì cả cho nên do như vậy thì nếu mình đi ngược lại thì cái chữ tâm nó cũng vậy cho nên nó là ba điểm như là ba vì sao đó. Cái móc câu như vành trang xế. Cái tam điểm như tin tưởng, hoành câu tợ nguyệt tà. Phi mau tùng thứ đắc tá Phật giả do tha mang long độ sừng hay là thành Phật, thành tiên gì. Cũng từ ở chỗ đó. Ừ. Cho nên nếu cái biết này mà nó nhiễm thì nó thành ra cái vọng tâm. Ừ mà nó, mà nó tịnh nó tự ngược lại thì nó thành ra cái tâm thể nhưng mà nếu chúng ta biết cái biết là cái cái vị chủ nhân âm là cái chánh vị nó nó, nó không ai biết nó hay cả chỉ chỉ nó biết nó thôi chứ không phải là cái ngoài biết nó được cho nên nó tự có thể nó tự quá thân ra nó tự có thần thông cho nên sau này khi nghiệp hết tình không sanh tử đoạn rồi đó thì tự nhiên cái tánh biết này nó thần thông thật sự hay khi nó phóng ra một cái gì thì cái đó cái nó thành ra cái năng lượng và cái năng lượng đó nó thành ra cái lực lượng thành ra một cái cái tính chất bởi vì nó là vừa năng vừa lượng mà nó đưa ra thì cái tính chất à, cũng như ở trong đức Bồ Tát các vị Bồ Tát người ta nhìn con mắt các vị Bồ Tát nhìn chúng sanh nào chúng sanh đó được giải thoát hay lắng nghe cái khổ của chúng sanh để cái khổ của chúng sanh cũng thấy khổ như Bồ Tát quan thế âm cho nên rất kỳ diệu cho nên ta một vị Bồ Tát thật sự nó mênh mông thì trong kinh Quan Nghiêm nó Bồ Tát Quan Âm hay Bồ Tát Phổ Hiền mà, mà mà vị Bồ Tát này đi vào bộ vị Bồ Tát kia thì có thể là mấy chục năm đi không hết trong cái thân của vị đó mà dù có thần thâm bởi vì trong thân nó khi vào trong thân có vị bồ tát rồi thì cảnh giới nó, nó kỳ diệu mênh mông cũng giống, cũng giống như một con vi khuẩn ở trong cái thân mình nó có thể đi du hành cũng giống như cái vũ trụ từ ừ, ở dưới lên trên đầu nó đi chỗ này chỗ kia chỗ này. nếu mà nó có thể lưu chuyển được ừ thì thì cái thân của mình cũng giống như cái vũ trụ của nó cho nên do vậy chúng ta hiểu được cái cái tánh biết này nó rất quan trọng ừ. ở đây mới nói là ừ. tấm gương này như bị mờ đục là lúc chúng ta chúng ta mờ mịt chúng ta không hiểu biết có lúc lại tựa như trong sáng không có gì hiện ở trong nó không có chuyện ấy cả mà khi không có chuyện gì ở trong thật sự chúng ta không thấy nó tính cái không thấy này nó cũng là cái thấy mà cái thấy này nó cũng là không thấy cái điều đây nếu mà chúng ta không ý thức được thì chúng ta thấy mình nói nó mâu thuẫn thấy thì là sau không thấy bởi vì chúng ta thấy cái không thấy còn cái không thấy cái không thấy đó là chúng ta không thấy cái tướng nhưng mà cái tâm chúng ta thấy cho nên từ cái 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 thấy nó thấy cho nên điều này nó rất là quan trọng ừ. bởi vì nếu chúng ta, ta ta kém cái thấy kém cái sự phân biệt một chút xíu thì chúng ta mất rất là nhiều bởi vì nó mười phương ba cõi không chỗ nào nó không đến được mà chỗ nào nó không cũng cũng đi được hết cả ừ. cho nên chúng ta hiểu được thật sự cái tánh biết này thì tức là cũng giống như chúng ta hiểu được cái phật tánh ừ. alo à, con chào sư ông ạ à, có gì không à, sư ông ơi con muốn hỏi là có một người hỏi con mà con không 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 thể trả lời được cho người ta không? mà có chính chính trong con cũng có cái thắc mắc cái câu hỏi đấy mà chưa thể trả lời được cho chính bản thân con. Chú đang ở đâu vậy? À, con ở ngoài Hà Nội. À Hà Nội. Dạ ừ. vâng. Thì con có muốn hỏi sư ông là cái bạn đấy hỏi con à, đến người là bây giờ cái người mà người ta lúc ngủ với cả lúc gây mê với cả thì lúc đấy cái cái tánh biết của mình nó nó đi đâu mất mà như thế nào thì cũng không nhỏ mà cũng không thể trả lời câu hỏi đấy. Bởi vì con người á, nó cái sắc thân của mình nó có ảnh hưởng đến cái cái cũng như là cái hệ thống thần kinh mình nó có sự làm việc của liên hệ ở trong cái 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 não trạng của mình trong những cái tế bào não của mình với tất cả trong cái việc bình thường của đời sống này nó phải liên hệ với cái đó thì nó mới 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 nhận diện được bởi vì mình biết những cái gì là mình biết ở trong cái 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 bộ đầu của con người nhưng mà con vật cũng không biết hoặc là một người khác giống khác loài không biết à, cho nên do như vậy khi mà mà mình ngủ mê thì thật sự nó chỉ mê thôi chứ nó không phải là mất cái tính biết bởi vì trong cái mê đó có thể là nó có chim bao nó có giấc vắng mộng có phải không chứ đâu à, chứ đâu có phải nó chết luôn mà nếu nó chết luôn thì nó chết cái thân thôi chứ còn cái tâm của cái hồn của nó đâu có chết đâu nó cái thức của nó đâu có chết đâu thì, cho nên cái chuyện này thì nó không khó lắm còn cái mà chúng ta nhận diện được cái tính biết bây giờ đó thì làm cho chúng ta mới hiểu đạo bởi vì nó là cái phật tính bởi vì mình thấy được cái tính biết cũng như biết được cái 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 tâm giác ngộ cái tâm thật mà biết được cái tánh biết nó rõ ràng rồi thì cái vọng niệm nó sẽ không có không không bởi vì trong tánh biết nó nó đâu có vọng đâu bởi vì cái gì nó cũng đi ngoan qua tánh biết à, đó. cho nên do như vậy cái biết này nó rất có thần thông bí mật của nó à, thành thành cái này cái quan trọng là chúng ta làm sao chúng ta nhận được bây giờ đây nè ví dụ như tôi nói chuyện với mỹ cái cái mỹ nghệ việt á, là cái tên của của cái gì tên ừ, của một cái tài khoản của con à chứ không phải tên của chú hả à. dạ vâng từ từ đây đó, rồi thì vì thế cho nên chúng ta nhận diện cái tính biết này cũng như chúng ta nhận việc cái lý cái nguyên nguyên lý đó mà trong rồi. lý đó nó sẽ có cái sự ừ. vì thế cho nên cũng như bây giờ Bây giờ mình 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 muốn tìm cái biết ấy, thử nó ở đâu, thật sự nó là nó. Cho nên nó không có tướng, vì không có tướng cho nên nó vào được trong tất cả các tướng. Nó như không, nó có cái in cũng như trong hư không này mà có có một cái gì đó, nó nó có thể in hình trong hư không hoặc có hình ở trên mây hoặc ở trên cái cũng như cái móng hay là bất cứ cái gì đó, một tia chớp này kia này kia nó nếu mà nó là đặc cứng thì đặc cứng như trong cái quả đất ấy, thì nó không không có hình được à, nó chỉ soi nó chỉ phá vỡ thôi bởi vì nó không có hình cho nên trong cái hư không này tất cả sự vật nó đều in vào trong đó bởi vì chứng chứng minh rằng cái sự vật đó thực sự nó ở trong cái nguyên tắc nó cũng là hư không thôi chứ nó không có gì nó là vật chất nhưng mà cái vật chất cuối cùng nó cũng là hư không đó. Nó, nó ở dạ. trong tứ đại đó dạ, vâng. Ạ. nói về có hiểu được không dạ vâng con cũng chỉ hiểu tôi chút thì... à, à, ông ạ. à, nếu có thắc mắc thì cứ hỏi không sao đâu vâng con cảm ơn sư ông con có chỉ có một câu hỏi thôi à. con hôm nay là nhân dịp 20 tháng 11 con cũng tri ân sư ông ừ. Chuyển sang kiến thức cái tri thức mà giúp cho con học nhỏ biết được nhiều nhiều hơn. à con cũng uh, sư ông này, à. à, con muốn uh, xin cái số tài khoản của sư ông con muốn cúng dường cho sư ông một chút. ừm, à. cái cái chuyện đó thì cũng tự ý nghĩ thì tôi không không có tránh nhưng mà nó cũng cần thiết gì đâu. mà mới bữa lần nữa bây bây giờ bây giờ đơn giản này có ấy thì qua sư cô đó. Qua được. Si... Được Sư à để sư cô bởi vì tôi hầu giờ tôi cũng không có biết cái tài khoản mà là gì hết cả. à rồi. Dạ, và, và à. Sư ông. à A Di Đà Phật. cho nên mình nói lại là cái vấn đề đó cái gì nó đến hay là nó đi từ âm thanh từ cái ý nghĩa từ cái hình tướng từ cái suy nghĩ từ cái không suy nghĩ nó đều không thoát ra ngoài được cái, cái biết chúng ta cứ ý thức cho bây giờ ví dụ như bây giờ tôi đương nói chuyện tôi biết tôi đang nói chuyện và không nói chuyện tôi biết không nói chuyện thấy không chúng ta lấy riêng cái biết chứ đừng có nói biết cái gì nhưng mà có cái gì thì chúng ta biết về cái gì còn không còn, còn trong cái biết đó nó có cái riêng cũng như trong hư không này ví dụ như một cái sự vật gì nó hiện ở trong hư không nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không thấy hư không thấy nghĩa là không không thấy hư không chúng ta vẫn thấy hư không vẫn thấy sự vật bởi vì sự vật đó thật sự nó cũng là hư không thôi tất cả cái hiện vật cây cối nhà cửa nó nằm trong hư không cho nên cái vẻ đẹp nó hiện trong hư không cũng như cái cái cái, cái, cái... mình vẽ một cái bức họa thì nó cũng từ cái chỗ không mà nó lần lần hiện ra có chứ nếu ở trong đó nó có cái có đậm đặc thì nó không có cái không được nhưng mà chính cái không nó bước sinh ra cái có bất cứ gì đó cho nên con người cũng vậy nữa ví dụ như từ cái 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 cái, cái tâm rồi nó bước sinh ra cái nghiệp cũng là cái, cái biết của mình đó tức là cái có nó sinh ra cái nghiệp cái nghiệp nó sinh ra bước sinh nó tạo thành một cái tướng cái tướng cái tướng nó mang cái nghiệp tức là cái tướng cái tướng nó ở nó trong khi mà nó chưa có đi thọ thân thì nó cũng như hư không vậy đó. Nhưng mà nó có cái cái chất riêng của nó, cái nghiệp riêng nó. Ví dụ người không có thấy nhưng mà ma quỷ nó thấy, nó thấy cũng như cũng như cái trung ấm thân đó, cái bọt đô đó, cái trung ấm thân đó. À, ma quỷ nó 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 cũng thấy, chư thiên cũng thấy hay là Phật cũng thấy nhưng mà nó thấy tùy theo tùy theo cái mỗi vị cái thần lực khác cái nghiệp khác đồng loại hay khác lại có có chỗ thì nó cũng không thấy chứ không phải hoàn toàn nó thấy đó vì vì thế cho nên do như vậy cũng giống như là con người mà nếu khi mà nó vô tâm thì thật sự cũng không có ai thấy nếu mà nó biết cái từ vô tâm biết cái thật nghĩa của vô tâm đó thì ma quỷ cũng không thấy À, đó. chị không biết các vị thiên cao có thấy hay không chứ chứ bởi vì có tâm tức là có tướng có 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 những cái ánh sáng hoặc là có một cái cái tia gì đó từ bên trong nó hiện ra cũng như chúng ta nhìn một người mà người đó có cái tâm gì mình cũng có thể đoán được hoặc là người đó không có dễ người đó yên lặng hoặc là người đó đang nhập định chúng ta cũng biết À, chúng ta thấy cái tướng người đó đang bên bề ngoài bên định thì chúng tôi cũng biết là bên trong nó ít có cái suy nghĩ hoặc là suy nghĩ những cái gì nó tinh tế chứ nó không có nặng nề còn một người mà có một cái tư duy một cái sự bực phiền mệt mỏi gì đó thì nó hiện ra trong trước cái mặt của mình mình cũng thấy được trong vầng trán trong đôi mắt của người đó cho nên cái 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 tâm của mình luôn luôn nó biết, nó biết nhưng mà nó biết cái đó là kinh nghiệm. Nó biết về cái dữ liệu thời gian, cái kinh nghiệm thời gian. Đó. còn cái vấn đề mà cái, cái tôi nói ở đây là nói về cái biết, cái biết của như cái thiên thiên nhiên vậy đó. Có việc nó cũng biết, không việc nó cũng biết, nghĩa là cái tánh biết mình đó. Nhưng mà ở đây cái quan trọng là chính cái tánh biết này á, nó mới là cái chỗ trung tâm của tất cả nó là trung tâm trong tất cả trung tâm nó là lan lõi vào tất cả mà nó không dính vào tất cả cho nên mới nói là cái tâm thể cho nên nó mặc dù tâm hiện ra những hình ảnh chứ cái tâm mình khi mình nghĩ ra thì nó có hình ảnh âm thanh hoặc là những ý niệm hay bất cứ cái gì đi nữa nó vẫn luôn luôn có một tánh hiểu biết nói cho dễ hiểu là một cái biết tâm sáng tìm tàng nếu ý thức được sự hiện hữu của cái biết này ta sẽ không khó chịu hay ưa thích đối với những cái gì hiển hiện trên mặt cương tâm cái câu này nó quan trọng tức là khi mà chúng ta xác định được cái tánh biết rồi đó thì thật sự chúng ta ít ít có cái 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 sự đối nghịch bởi vì trong nó nó không có cái nghịch mà nó cũng không có cái thuận bởi vì nó là tất cả cho nên cái gì xảy ra xảy ở trong trong của chính nó à, cho nên do vậy nó không có nghịch không có thuận nó không tạo ra một cái không gian riêng biệt của nó cho nên luôn luôn có một tánh hiểu biết nói cho dễ hiểu là một cái biết đó trong ánh sáng tiềm tàng nếu ý thức được sự hiện hữu của cái biết nếu hiện ta ý thức được cái mà mình đang biết giờ đó ta sẽ không khó chịu hay ưa thích bởi vì cái đó nó không cái cái biết nhưng mà nó nó bị dính vào một cái tánh gì đó thì nó mới sanh ra cái có cái không cái ưa cái ghét còn cái tánh biết đó là một cái sự rất là thoáng mát rất là tự nhiên cho nên cũng như chúng ta vừa biết chuyện gì đó tức là chúng ta sanh ra cái niệm cái chuyện nó quấy quá cái thằng đó nó làm việc bấy quá hay là nó thế này thế kia chúng ta phê bình phẩm bình là nhưng cái biết này là cái biết nó 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 xâm nhập vào cái cái biết nó nó trở thành một cái cái điều kiện một cái bộ nhớ một cái ký ức thời gian rồi còn cái tính biết mà chúng ta hiểu này nó là cái tâm nó là cho nên ta sẽ không khó chịu hay ưa thích đối với những cái gì hiển hiện trên mặt gương, gương tâm tức là gương của cái biết đó, cái cái, cái thứ biết đó, một khi nhận ra cái tánh ngàn xưa, tức là bản tánh của gương này, thì bất cứ cái gì xảy đến, ta cũng không ngại gì, không ngại vì ta chính là yên lặng và trong sáng. À. Cho nên lúc bây giờ mình gượng mình nói cái ta, chứ thật sự cái trong sáng, cái yên lặng là chính là cái tâm mà cái tâm tức là cái tính biết tính biết là tâm cho nên tôi nói cách này hay cách kia nhưng mà thật sự cái này cũng nói nhiều lần nữa chứ không phải là một lần nhưng nếu không ý thức được điều trên thì những vọng niệm ảo ảnh nó là vốn là trống rỗng không có thật đó sẽ trở nên thật có ừ. cũng như những chúng ta không biết về cái tính biết mà cái gì xảy ra đó thì ở trong lòng chúng ta sẽ thấy là thật thật có thật không thật về hình sắc thật về khối lượng thật về người về vật cái gì nó cũng thật hết cả Đấy. từ cái biết đó nó lan lõi vào cho nên tất cả các hiện tượng giới hoặc là nội tâm giới nó đều ở trong cái biết nhưng mà nếu chúng ta biết về cái biết thì tất cả cái lực mà hiện khởi đó nó lặng lẽ chỉ trừ khi chúng ta phát cái tâm gì đó nó bước sanh lên Đấy. Nếu không ý thức được điều trên thì những vọng niệm tức là ảo ảnh nó vốn là trống rỗng không có thật sẽ trở nên có thật. Và do đó chúng ta cho ta muôn điều sợ hãi, lo âu cũng như ham muốn và đau khổ. Tất cả cái đó là cái sự kiện nó, nó đi, nó đi qua nó hiện trong cái biết cũng như những như cái hư không này nhưng mà sự vật nó đi qua hư không thì nó hiện ra ở trong hư không, bởi vì hư không nó không có thật nhưng mà sự sự vật là nó có cái chất thực, nhưng mà hư không nó đi qua rồi, cái cái sự vật đi qua rồi, hư không nó trở lại chính nó, nó không có chuyện gì cả. nó Cho nên ở đây á, là ở đây thực sự nó là một cái pháp tu uh, của tây tạng, cái uh, nó bằng tiếng Tây Tạng là cái đại thủ ấn nó là cái pháp đại thủ ấn và và cái cái bản cái bản sách này dịch ấy, là do ngài à, tiến sĩ Lê Minh Thác một cái cái cuốn sách nó rất là trí tuệ rất là mà nó là một cái pháp tu ừ, bởi vì tức là thầy là thích trí siêu ừ, thầy là giáo sư của đại học à, Văn hạnh cũng dozia đại thuấn. À. Cho nên chúng ta ví dụ bây giờ một cuốn sách này thôi mà nó có ở mặt đây thực sự gần 30 năm rồi. Hai mấy năm rồi nhưng bây giờ thì chúng ta mới biết mới biết là biết cái cuốn sách này rồi cái cái giáo lý này á thì thực sự nó có cũng rất lâu nó có cũng có thể là ừ, cả mấy trăm năm rồi thì bây giờ chúng ta mới nghe còn cái thực kiện của nó cái sự kiện của nó thật sự thì là cái tâm của chúng ta nó có ở trong sanh tử có thể hàng tỷ tỷ kiếp rồi nó còn lâu hơn cả cái cái cái, cái, cái mặt trời mặt trăng nữa, nghĩa là cái 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 thọ của nó. cho nên vì thế, cho nên nó là bất tử. Khi mà chúng ta nhận nhận được cái 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 tánh biết rồi, cũng như chúng ta nhận được cái tâm rồi, thì thật sự chính cái chỗ nhận diện đó nó không còn cái ý thức của cái khác nữa. Nó ý thức là ý thức tương đối, còn tất cả cái sự xác định, cái sự an toàn yên lặng của tâm thì nó là tánh biết. Cho nên do như vậy những cái cái tính chất vớ vẩn những cái nghiệp này kia nó không có suy dục được, nó không có thể không có đủ cái sức mạnh mà lôi kéo. Là bởi vì khi chúng ta ở trong tánh biết, cũng như ở trong tánh không rồi thì tất cả cái nghiệp nó cũng trở thành không. Nó cũng trở thành gió, thành không có chuyện gì cả. Đó. Cho nên cái cái điều lợi này tôi không biết lấy cái, cái cái bao nhiêu cái con số mà có thể đo đạt được diễn tả được cả biết này thì mình chỉ nói thoáng qua là mình biết là hiểu được cái tâm mình hiểu được cái phật tánh mình hiểu được cái chính mình mình trở lại tất cả mọi cái hoàn hảo còn tất cả những cái gì mà nó ngoài cái tánh, ngoài cái biết này tức là mình thấy nó đều là cái giả hiệu cái vô thường cái phía ngoài nó sanh diệt nó đến còn cái biết này là nó vô cùng vô tận đó đó là cái hiểu đơn giản nhất để cho chúng ta thoát ly đầu tiên là thoát ly những cái vọng tưởng bởi vì người hiểu cái này sẽ không còn vọng tưởng hoặc là vọng tưởng nó lơ mơ thôi mà nếu có vọng thì cũng hiểu liền cũng thấy liền bởi vì nó ở trong cái biết còn trước kia chúng ta ở trong cái không biết cho nên có vọng chúng ta cũng không biết mà không vọng chúng ta cũng không biết khi có khi không còn bây giờ thì khi vọng đến thì chúng ta biết là có vọng cũng như một ý nghĩ, một tâm niệm chúng ta đều biết hết cả. Ừ. cho nên nó rất quan trọng. rồi từ cái biết này chúng ta bước sanh ra một cái cái tuệ tri, một cái trí tuệ, một, một 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 cái sự cũng như phương tiện mà xác định được tất cả cái cái giả giả ảo của của thế giới của của vấn đề. Đó. nếu mà không có cái biết này thì thì nó không thể hiểu hết nó hiểu xuôi hiểu ngược nó hiểu lên cho khoảng không mà nó hiểu xuống dưới phía dưới hiểu bên đông rồi hiểu bên tay bởi vì nó không có tạo tạo nó cùng với cái không gian không có giới hạn mà nó cũng cùng với cái cái, cái thời gian đích thực chứ không phải là thời gian của tâm lý thì nó cũng 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 không có không có mòn mỏi cũng cũng như không có tàn phai cho nên hiểu cái này thì có thể là chúng ta trở thành bất tử bởi vì biết về cái biết này thì nó không mê nữa và cái không mê thì nó không có sanh tử nó không sanh tử thì chúng ta không có luân hồi ừ. cho nên nếu còn chút ít cái, cái nguyện vọng hay cái gì đó thì chúng ta muốn đi đâu tùy ý đó là cái chuyện rất là quan trọng nó quan trọng đến mức mà không có lời lẽ để diễn tả được ừ. Chúng ta đừng có nghĩ rằng Cái người vô hình họ biết Ma quỷ không biết đâu Nó thật sự ngay cả thần thánh cũng không biết nữa Bởi vì sao? Bởi vì biết cái này nó chỉ là cái sự giác ngộ Của của Đức Phật Hoặc là của các vị Thiền sư Đắc đạo Hoặc là cũng Chứ bởi vì như cái khởi đầu cũng nói là Ngay cả những tiết gia hay là những các nhà văn lớn hay là tất cả họ không hiểu được Thật sự họ họ thông minh họ từ cái đó họ sáng kiến ra như những cuốn sách mà vĩ đại ví dụ chẳng hạn như như uh, có thể là như Am Das là như Tây, thì mình không thể nói được Chứ ngay những cái kế truyền đó thì rất nhiều cái 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 bậc văn sĩ lớn chưa chắc là họ giác ngộ được à bởi vì họ có cái sự thông tuệ có cái tài năng lớn khả năng lớn à. cho nên họ không thể làm chủ cái chết được và họ cũng không có thể tự dẫn họ đi đến một cái cái nơi mà họ không biết được à. bởi vì họ nằm ở trong cái dữ liệu của cái cái, cái 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 ý thức về 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 vấn đề hiện tượng vật chất tâm vật này kia đó nhưng mà nó không trọn vẹn ở trong cái 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 tính biết bởi vì khi ở trong cái biết rồi thì nó không có cái, cái 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 tính chất nghĩa là gọi là phụ tá phụ tùng hay cái gì xung quanh ấy cả nó là chính nó thôi chứ 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 nó không có thêm một cái gì hết cả bởi vì cái tính biết nó là không nhưng tất cả sự việc bu trong nó mà thành hình mà thành ra thế giới thành ra mọi nó chỉ có cái điều khi nó mê thì tất cả nó nó chịu cái sự lẫn lộn vào trong tất cả các hiện tượng thời gian không gian ý thức này kia còn khi nó hiểu biết nó thì không có gì lọt vô nổi bởi vì cái gì nó có thể sống trong tất cả mọi việc nhưng mà đồng thời cái biết của nó lúc nào cũng trong sạch cho nên nó sẽ nó thật sự chứ nó sẽ không có dính cái tội cũng giống như nước mà nó không thể dính trên cái lá môn được bởi vì cái lá môn nó không có cái chất không dính nước cái biết này nó không có cái cái chất dính của cái, cái sự kiện sự kiện cũng như nước nó có thể nằm trên lá môn nhưng mà nghiêng cái lá nghiêng cái lá môn cái lá bạc hà rồi thì thì, thì tự nhiên nước nó chảy hết vì thế cho nên cũng như ta có tin biết mình biết đủ thứ chuyện ấy cả mình biết đó là nghĩa là thuộc về tam giới là, gọi là, tất cả các hữu thể nghĩa là uh, gọi là tứ vức tứ ác thú đó, lục dục tinh phạm thiên tứ thiền tứ vô sát vô tưởng cặp bất hoàng nghĩa là 24 mươi bốn loài trên trên cái vũ trụ này mình có thể biết hết nhưng mà thật sự là nó không có dính chấp gì cả bởi vì cái biết nó cũng không dính mà không không biết thì nó không biết nhưng mà nó cũng không có dính cái không biết cho nên mình nói vô minh á vô minh tức là cái cái không sáng cái không sáng tức là nó cũng là cái không biết còn nếu mình biết về cái biết này rõ ràng thì cái không cái không sáng của vô minh nó không đứng vững được bởi vì vô minh tức là nó không sáng Không sáng tức là cái đậm, cái tịnh, cái đúng, cái sai, cái phải, cái quái Khi sanh, cái diệt hoàn toàn nó không biết Còn bây giờ khi ở trong cái tính biết này á, Thì tự nhiên mỗi cái nó sanh lên mình đều biết Mình bắt đầu là hơi thở này Mình thở hít vô, mình biết hít vô, thở ra biết thở ra Mà không phải là cái biết bên ngoài mình cùng với nó mình thở cũng như mình bây giờ mình không biết mà cái bụng mình hóp vô phùng ra tự nhiên mình thấy mình làm được đó cũng như mình không cần mình không cần nói không cần nghĩ nhưng mà cái tay mình cũng đưa lên đưa xuống mình cũng có thể làm được tất cả công việc chứ không phải lúc nào cái tâm của mình cái, cái ý của mình nó cũng ở trong đó cho nên nó là một cái cái biết nó, nó tăng tán mỏng ra rất là là phi diệu cho nên chúng ta học cái này nó nó giống như là 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 vừa quyền bí học vừa tâm lý học vừa vừa nghĩa là có cái thể tất cả cái, 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 nghĩa là mình nói cái gì trong đó nó cũng có nó nó còn vượt qua tất cả những cái vấn đề vật lý như khí động học hay là tất cả các nguyên lý của của, của phân tử nguyên tử nó, nó là vô hình cho nên mà chỉ nó mới biết nó thôi chỉ có biết mình nó mới biết cái biết Thì, thì có lúc mình ý nghĩ mình mới nói cái tay mình làm gì mà không ý nghĩ mình cũng biết cái tay mình làm gì cái tay mình nắm hay mình mở chỉ có cái biết nó mới biết rõ ràng còn cái ý nghĩ nó không theo không kịp cho nên có những khi mà mình chơi một cái môn thể thao gì Cái ý nghĩ nó không theo kịp đâu từ ví dụ từ cái quyền thuật cho đến một cái tính chất nhảy múa hay là mình uống dẻo này thì mình nhanh nhạn đó. thì thì nó không theo kịp vì thế cho, cho nên có những bộ môn mà nó biết thôi chứ chứ ý thức nó quá nhanh cho nên từ trong cái biết này nó cứ sanh ý sanh tình sanh bất cứ cái gì cũng từ trong cái cái biết đó nó sanh ra nhưng mà lại nó nó cũng biết từ biết đó nó chỉ có biết về cái biết thôi, còn cái kia nó sanh ra thì thì nó chịu nghiệp bởi vì nó không có đến một ngày nào mà nó vững vàng, nó chỉ không còn một cái cái tính chất gì sanh hay diệt ở trong cái biết đó thì nó là một cái vị Phật. hay là một một, một vị mà đại tiệc đại ngộ đại khai viên giải đó. Còn bây giờ mình vừa mới giác ngộ thì mình chỉ biết nó thôi chứ mình tất cả những cái tàn dư nghĩa là quen thuộc hay là này kia đó nó vẫn xen vào cũng giống như mình nằm mình im lặng nhưng mà cái 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 cơn mơ nó sẽ đến rồi trong cái hình của mộng mị nó nó sẽ hiện ra ở trong cái đó nhưng mà cái biết nó vẫn biết à, khi mà mình thấy ngủ rồi mình tỉnh rồi thì cái biết nó trở thành ánh sáng còn còn khi mình ngủ thì cái biết nó giống như ở trong bóng tối bóng đêm ừ. cho nên những cái này mình phải có cái tính chất nghiên cứu và phân tích sâu hơn nữa chứ không thôi thì nhiều khi mình cũng cũng có thể nghi ngờ chứ không Đó. cho nên để tôi nói cho nó hết cái, cái cái bài người ta giảng này cái này là một vị thiền sư trong đại thủ ấn của tây tạng người ta người ta, ta giảng cái bài này nó vẫn luôn luôn có một tánh hiểu biết Nó cho dễ hiểu là một cái biết rất rõ ràng Trong sáng tiềm tàng Nếu uh, nếu ý thức được sự hiện hữu của, của cái biết á Của cái biết này Ta sẽ không khó chịu hay ưa thích Đối với những cái gì uh, hiển hiện trên trên cái gương tâm nếu chúng ta biết cái biết đó thì cái gì nó sinh ra trong tâm thì trước cái biết đó thì chúng ta không có phiền não chỉ khi mà chúng ta mất cái ý thức của biết là bây giờ thì cái phiền não nó mới sanh ra cho nên cho nên ở trong cái biết này nó cũng là một cái cách diệt được tất cả cái phiền não diệt được tất cả thói quen thì bởi vì nó thuần túy cũng như trong không gian này nó rất rõ ràng cho nên nó nó mất đi thì nó cũng mất đi ở trong không gian mà hiện hữu cũng là ở trong cái không gian này một khi nhận ra cái tánh ngàn xưa tức là bản tánh này của gương này thì bất cứ cái gì xảy đến ta cũng không ngại vì ta à, chính là yên lặng và trong sáng cái ta thật sự lớn nó là yên lặng và nó trong sáng tức là cái tính biết đó chứ không có không có cái gì khác hết cả nhưng nếu không ý thức được điều trên thì những vọng niệm ảo ảnh vốn là trống rỗng và không thật đó sẽ trở nên thực, trở nên thực có và do đó chúng ta tạo ra muôn điều uh, sợ hãi, lo âu cũng như ham muốn và khổ đau. Đó. Cho nên chúng ta chỉ cần có một cái, cái 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 tánh biết hiểu biết trụ trong đó rồi thì tất cả nghiệp nó cũng trở thành không, có trở thành hư, hư không. cho nên đại đại thú ấn cái này gọi là Mahamudra tức là cái Mahamudra là cái đại thú ấn là cái cái ấn này cũng như cái ấn toàn thể cũng như một vũ trụ ấn một tâm ấn một pháp ấn là một phép thiền quán khảo sát nội tâm nhằm loại trừ tất cả ảo tưởng và, và phú chướng từ đời vô thủy đã phủ dài đặt trên bản ngã cái đại thu ấn này là một cái ấn khi chúng ta yên vào chúng ta biết được rồi thì tất cả dù cái nghiệp vô lượng vô số kiếp gì nó cũng tiêu tàn hết nó là chính nó Đó. cho nên cái này là một cái lạ lùng nó không có từ từ mà tự nhiên nó cho nên gọi là khi chúng ta mê mờ thì tự nhiên nó có tội mà ngộ không có tội cũng như chúng ta ngủ thì có có mộng mà khi thức dậy không có mộng trong tối thì nó có ảo ảnh ở trên cái con đường mà khi trời mọc mà trời mọc lên thì không thể có được tuy nhiên trước khi thực sự tiến bước trên con đường quán chiếu hành giả cần phải trải qua sự dự bị tu tập có dự bị kỹ càng thì cái tiếng tu mới thuận lợi và chắc chắn điều trước hết trước tiên là phải ý thức rằng có được thân người là một điều hy hữu ít có lắm chứ không phải dễ cho nên kinh nói được thân người cũng như đắp dính móng tay còn khi chúng ta chết rồi nhập vào quả đất cũng như đắp toàn đại địa được thân người rất ít bởi vì có thân thì nó vô số như là thân thân những con vật hay là những thân con chim con cá nên là vô số nghĩa là trên thế giới này cái thân người nó rất ít so sánh ví dụ trong cái núi này nếu mà nói người nó nhiều mày mấy chục người thôi mà nói con vật thôi ví dụ như một cái cái tổ kiến một tổ âm, một cái gì thôi nó có vô số cho nên nó chưa nói lên gián khỉ hay là chuột hay là chim này kia trong người này trong cái nhưng mà nói cái cái nhân vật sống nó không phải nói nhân vật mà nói cái loài sống có thể nó có thể là bằng như là một quả đất ừ. vậy đó ví dụ bây giờ bây giờ bây giờ ví dụ Việt Nam mình nó một cho như là kêu bằng mấy triệu một, một tỷ bao nhiêu đó? chín trăm chưa được trăm triệu hả? chưa được tỷ chưa trăm triệu ừ cho nên nó nó vậy đó còn còn thật sự là mình cuốc một cái gò mối lên mình thấy quá trời. vô số cho nên hồi đó tôi có làm bài gì ngó lên trên sinh giới đã vô cùng nhìn xuống dưới chúng sanh nhiều vô kể đó. chúng sanh nó dài dạt ấy đầy nó còn nhiều hơn đất nữa điều trước tiên là phải ý thức rằng có được thân người là một điều hy hữu lạ lùng lắm chứ không phải trăm trong có kinh đức phật vẫn thường nhắc nhở thân người khó được nhưng lại dễ mất cái được thì nó rất khó như được thân người cũng như chút đất dính móng tay còn khi mà chết rồi mà đi 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 đọa rồi thì nó như bởi vì chúng ta hãy hãy coi thứ cái nhân mà chúng ta đi đó là sao là cái tư tưởng này nè bây giờ một ngày hàng ngày chúng ta nghĩ về cái gì chúng ta hãy nghĩ cái gì thì nó nó theo cái đó nghĩ về vật chất về tiền tài về ham muốn về đủ thứ chuyện hết cả mà cái cái thân người thì ít nhất là chúng ta cũng cũng phải có tệ nhất là chúng ta phải có năm giới đi cũng như không sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống được còn nếu chúng ta có 10 giới, 10 thập thiện thì nó còn chắc nữa Và nó từ nhân và lên thiên Nhưng mà con người, mấy người mà giết được ừ. Nó thật sự, nhiều khi tôi, không qua tôi cố giữ mà tôi cũng rất là sợ Ví dụ nhiều khi mình vào trong toilet mình nó sạch sẽ Nhưng mà nhiều khi có một cái con gì tí tia Nó giống như con kiến nó rớt ra mà nó không chết, nó bơi 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 thì tôi cũng phải cố mà rớt cho nó ra rồi mình bước dám đi, đi đi, đi đi tiểu hay đại gì và tiểu đại mình dội cái thì nó chết sẽ đi à. mà, mà, mình 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 giết đó nó thì không biết nó sao nhưng mà cái cái thức của mình 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 giết cái mình biết mình giết cái ý thức mình giết đó cái hình ảnh mà mình chà đạp nó hay là mình mình coi thường mình giết đó thì cái tâm đó là cái tâm của mình còn nó thì nó, nó ngu muội nó đâu có biết nhưng mà mình là mình đọa mình mình cái tánh giết của mình nó quen đi mình giết một con kiến được thì mình cũng có thể giết một cái con gì con ba con bướm hay con chuồng chuồng được mình có thể giết một con chim được mình có thể giết một con chuột được nó quen là nó lạ nó 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 hy sinh vô số nhưng mà nó làm cho mình thành một cái đặc tánh ác chứ chứ không phải cho nên nó thật sự với tôi 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 giữ giới là vì tôi thôi chứ không phải là tôi tôi nhưng mà thật sự mình cũng có cái tình thương nếu mình làm quen rồi mình cũng thấy nhiều khi nó rất vô lý mình chà đạp cái sự sống nó nó không xíu xíu gì ừ. bởi vì nó có sự sống nó biết nó sống nó có sợ ngay nơi con mũi mình đuổi nó nó cũng sợ nó cũng biết ừ. chứ không phải không cho nên tất cả chúng sanh có sự sống có sự sống tức là nó có cái tính biết cũng như mình nhưng mà cái biết nó nó là ghi nó là nó là lọt vào trong cái 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 sự kiện tức là vật chất cái vật chất nó trở thành cái cái biết vật chất thành do vậy nó phải theo cái chỗ biết đó mà nó đi tái sinh cho nên nó và tâm chữ đa đoan trọng xứ thiên trị nghĩa là cái tâm nó nhiều vấn đề dao động mà cái chỗ nào nạn nhất là nó chìm xuống Nhạc thì nó khinh thanh nó bay lên à. nên cái vấn đề luân hồi sanh tử thì nó cũng không khó hiểu à. À. ví dụ như hồi xưa tự tôi thích về núi tôi thích cây rừng cho nên tôi lên núi chứ có gì nếu tôi thích biển tôi xuống biển à. À, tôi thích uh, nghĩa là đi ngao dung thì tôi ở ngoài đường À, thích ăn cái gì đó thì tôi ghé vào cái tiệm cho nên mình thấy không do cái, cái dục như ý túc thì nó từ tinh tấn như ý túc nó, nó, nó đi, đi tới cái hành động điều trước tiên là phải ý thức rằng có được thân người là một một điều hy hữu trong các kinh đức phật vẫn thường nhắc nhở thân người khó được nhưng là dễ mất cái chết luôn luôn đến quá sớm quá bất ngờ khi nó đến thì ngay cả gia đình, bạn bè, tài sản, danh vọng đều bất lực. Không cứu giúp gì được cho ai cả. Chỉ có những hành động tạo tác trong lúc sống là đi theo ta như hình với bóng mà thôi. Thế mình nghĩ cái gì mình làm cái nấy. Nghề nào thì nghiệp nấy, nghiệp nào thì mình hành động theo cái nghề đó. Do đó trong lúc thân thể còn khỏe mạnh, ừ, lưng chưa cầm, mắt chưa lòa, ta hãy cố gắng sống một cuộc đời ý nghĩa bằng cách đem lại an vui hạnh phúc cho mọi người thương yêu và thông cảm lẫn nhau được vậy ngày ra đi ta có thể mỉm cười với tâm hồn thanh thản đó là tất cả cái, cái, cái nghiệp của chúng ta mà nó nhẹ rồi thì chúng ta sẽ không có bị thắc mát, không bị dính lung tâm vì nó rắc rối trong tâm chúng ta nghĩ đó rồi nó cứ nghĩ đó nó sanh ra cái sợ nó sanh ra cái cái buồn bã hay là cái cái tâm tối gì đó đó bởi vì chúng ta không trụ trong tánh biết mà chúng tôi trụ trong cái dữ liệu cái dữ kiện của cái biết đó cái ý thức đó còn nếu mà chúng ta ở trong cái tánh biết cái tánh biết nó suôn sẻ như không vậy thì nó, nó tất cả nghiệp nó tiêu tình nó giảm à. Vì thế cho nên do như vậy Cái vấn đề tu học là một cái vấn đề Cũng như chúng ta luyện kim Từng tí từng tí Chúng ta vận chuyển nghĩa là Từ cái việc đạo này Tới cái việc đạo kia Từ chúng ta chuyển động Nó là chuyển Cũng như là tinh quá khí Khí quá thần Thần, thần quá hư Thì chúng ta mới có thể là biến đổi Giống như cái thuật luyện kim cho nên vấn đề tu luyện là một vấn đề Trước hết là chúng ta phải Lắng nghe, nghiên cứu Và sau đó chúng ta thực tập đó, Nó từng chút từng chút Còn Còn nếu mà với cái mà chúng ta để Chúng ta hướng đến cái sự giác ngộ Nhìn tìm được cái bản tâm Tìm được trí tuệ như là cái tánh biết này đó, Thì nó nhẹ hơn, nó dễ hơn Nhưng mà chúng ta phải Phải tin mắt một chút Phải phải tế nhị trong lòng và phải nhìn cái vi tế cho đến phải thấy được cái không của tâm thức mình cái tánh biết đó nó như thế nào thì từ từ chúng ta ở trụ trong đó một pháp thôi nhưng mà tất cả các pháp nó đều nó 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 đều không có lưu liếng được không có dính được bởi vì trong tánh biết nó nó lạ lắm nó không có chuyện gì hết cả cho nên đó là một cái sự phát minh ra kỳ lạ nhất vì thế cho nên nó không có cái sự phát minh trong vũ trụ nào mà lớn hơn được cái sự phát minh ra cái cái chính mình con người mà phát minh ra chính mình là một cái phát minh vĩ đại nhất dù nó có đã có tới ngàn đời tra, trăm kiếp đi nữa nhưng mà người phát minh nó vẫn vĩ đại vì bởi vì cái số người mà không phát minh ra không tìm kiếm được nó còn rất nhiều nó dài dạc rất nhiều à cho nên do như vậy bởi vì ví dụ như tôi tu tôi hạ tôi học tôi cũng thích những cái gì mà nó rộng rãi hầu nhón hoặc là cái nhất là trí thức trí, mình nói là trí huệ trí thức tức là biết rất rộng rất nhiều và hiểu biết cái này kia nhưng mà nhiều khi mình quên lẫn ra quên lẫn là cái gì để nó 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 biết cái gì để làm sáng đã cái gì mà nó ở trong nó, nó có thể là, là thu sức của mình đó mình không biết về chính mình cho nên mình mới biết cũng giống như là mình mình đi buông á. mình mình chỉ thấy cái lời cái 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 thôi nhưng mà mình không biết cái vốn mình nó còn được bao nhiêu và thật sự vì đâu mà mình mới được cái 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 số lãi là như thế Đó. cho nên do như vậy nếu mình hiểu được cái tính biết này thì thật sự mình lời lớn nên là mình thấy tất cả chính là Đức Phật nói là trong kinh Pháp Hoa đó nó có một cái cái hột ngọc ở trong cái áo mình mà mình mình không biết mình trở thành một cái người nghèo khổ đi đi kiếm ăn mà mình có một cái hột châu quý báu ở trong nếu mình đem đó hột châu mình đổi ra thì mình trở thành tỷ phú nghĩa là mình xài không hết đó là cái phẩm kinh Pháp Hoa nói vậy tức là thật sự hột châu đó cũng là cái tánh biết nếu mình biết được tánh biết thì đồng như là mình giác ngộ mình đắc đạo và mình chỉ sửa sang cũng như mình được học châu hay là mình được vàng rồi thì mình để chỉ tinh luyện làm cho nó nó sáng sạch đó mà thôi là tự nhiên nó dùng rồi nó môi gì là thôi mỗi bữa mình đàm đạo mình nói một cái chuyện gì đó chứ nó cũng không phải là nghĩa lý gì lớn lao đâu.